Kính thưa quý vị, một nữ tu công giáo 84 tuổi bị tòa án tiểu bang Tennessee kết án gần 3 năm tù. Theo tin từ Tennessee, hôm qua, một nữ tu công giáo 34 tuổi đã bị tòa án thành phố Knoxville, tiểu bang Tennessee kết án gần 3 năm tù vì tội đe dọa an ninh quốc gia và gây thiệt hại cơ sở vật chất khoảng 1.000 Mỹ Kim khi đột nhập vào một nhà máy hạt nhân. Bà Megan Rice cùng hai người đàn ông khác là Michael Wally và Greg Bonte Obed đã cắt hàng rào để xâm nhập trái phép vào khu an ninh quốc gia Y-12, một nhà máy vũ khí hạt nhân ở Oak Ridge, Tennessee. Cả bà là nhà hoạt động hòa bình của tổ chức Transform Now Flowshare chủ trương giải trừ vũ khí. Rạng sáng ngày 28 tháng 7 năm 2012, sau khi cắt đứt hàng rào, ba người đã đi xung quanh, dùng sơn phun lên các bức tường và lấy búa đập phá một bức tường khác trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Họ còn cho máu người vào bình sữa của trẻ em rồi xịt vung vãi khắp nơi bên ngoài nhà máy. Khi một nhân viên an ninh xuất hiện, họ đã đề nghị ông này mang thực phẩm đến rồi đồng thanh cất tiếng hát. Bà Megan sau đó bị tuyên phạt gần 3 năm tù giam. Hai người đàn ông còn lại do có tiền sự nên phải nhận mức án hơn 5 năm tù cho mỗi người.